Chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái forex căn bản đầu tiên, thế nào là kháng cự và thế nào là hỗ trợ. Thì trên mạng, các mạng trang mạng internet thì có rất là nhiều các khái niệm, cũng như là một khái niệm về kháng cự hỗ trợ cũng như là các mức cản hay là các mức hỗ trợ của ngày. Thì ở đây tôi muốn giảng cho quý vị nói qua về trên qua gần qua video cũng như là cái tư duy của tôi về sử dụng cản ra sao. Đầu tiên thì chúng ta phải nói là cái mức cản. Cái ngưỡng cản ở đây thì cũng có hai ngưỡng, đó là ngưỡng cản tĩnh và ngưỡng cản động. Thì ngoài ra có các ngưỡng cản về kháng cự và hỗ trợ thì chúng ta sẽ xác định nó như thế nào, ra sao. Đầu tiên thì cái vùng kháng cự về ngưỡng cản động thì thường thường nó là các đường các moving average, đó là cái tỷ giá của các giá trị của đường MA. Và ngoài ra thì các cản động cũng có ở trên hệ thống Ichimoku. Đó là cũng là cái những cái cản động tức là những cái cản mà được di chuyển theo đường giá. Tuy nhiên quý vị cần chú ý rằng đường giá sẽ thường thường sẽ trễ hơn, vì vậy những cái cản này nó cái tính ưu việt của nó không cao. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cần trong sử dụng để xác định cái xu hướng của thị trường là chúng ta phải cần cái cản động như này. Bên cạnh đó thì đó là những cái hệ thống công cụ mà chúng ta phải phân biệt được là cản động và cản tĩnh. Cái cản tĩnh ở đây chính là cái đường trend line, những cái đường horizontal chúng ta có thể thấy đường line này gọi là horizontal, và những cái vùng này chúng ta được xác định bởi cái biên độ giá. Thì ở trên thế giới thì có những cái nhà giao dịch kinh điển như Nicolas Davat, thì ông sử dụng những cái nguyên lý chiếc hộp. Thì cái nguyên lý chiếc hộp này bản chất nó là đã tạo thành những cái vùng cản giá, cái biên độ giá chạy mà nó tạo thành vùng cản. Tôi ví dụ như là quý vị thấy ngay ở trên đây thì chúng ta thấy cái biên độ giá chạy, thì ông ấy xây dựng là một cái vùng cản, đây chính là cái cản động, xin lỗi quý vị, cản tĩnh. Và cứ khi nào mà giá phá qua khỏi chiếc hộp này thì giá tạo một cái xu hướng mới. Như vậy thì chúng ta phải vừa kết hợp giữa cản tĩnh và cản động để chúng ta có thể tìm được những cái điểm chốt lời cắt lỗ cho cái về phân tích của mình. Chúng ta sẽ cùng qua thực hành về cản. Ví dụ cái tư duy về cản ở trong khái niệm về cản ở trên các mạng internet, người ta ghi rằng cản là mức độ tại cái điểm đó, cái vùng đó kháng cự đủ mạnh để cho giá không thể tăng giá được hơn thì nó gọi là vùng cản. Tôi ví dụ là chúng ta đang thực hành, đây là cái vùng cản, đúng không ạ? Cái vùng cản này đã khiến cho vàng sau khi liên tiếp chạm thì giá chạm lại cái vùng cản này thì giá tiếp tục giảm trở lại. Thế vậy thì cái công việc của chúng ta sẽ làm là gì lúc này? Cái này thì chúng ta sẽ học ở cái phần 2 mà chúng tôi muốn nói về cái phân tích của tâm lý thị trường, chúng ta sẽ nói sau. Như vậy tại cái vùng cản này thì vì thấy rằng cái mức giá nó sẽ ngăn cản trong sự tăng hoặc giảm giá, làm cho giá đi xuống. Như vậy chúng ta một số người họ đã dịch bằng cách họ sẽ chờ bán tại cái vùng kháng cự, cái vùng cản cứng này gọi là kháng cự. Bên cạnh đó thì chúng ta có thêm một cái nữa, đó là cái vùng hỗ trợ tại cái vùng cản. Điểm giá hỗ trợ này quý vị. Sau khi giá chạm được cái vùng này thì giá tiếp tục tăng, đúng không ạ? Và nó lại chạm tiếp. Thì người ta nói rằng đây, người ta xác định được rằng đây chính là một cái vùng hỗ trợ cho giá vàng. Hỗ trợ giá vàng. Và giá vàng cứ chạm cho nó bật lên. Như vậy thì cái tư duy về cản, chúng ta biết được rằng cái vùng hỗ trợ ấy là cái vùng tại đó mà các mức giá đủ mạnh để ngăn cản cái sự giảm giá tiếp theo của một cái giá nào đó, ví dụ giá chứng khoán hay là giá vàng hay là giá của tài chính thế giới vân vân, FX vân vân. Thì đó là các khái niệm về cản. Thế vậy chúng ta sẽ tư duy về cản như thế nào, chúng ta dịch ra sao? Thì cái trường phái này có rất là nhiều cái tranh cãi. Một số người thì nói rằng là tôi muốn bật đỉnh bật đáy thì họ thường thường tham gia mua tại các ngưỡng hỗ trợ và họ bán tại các ngưỡng kháng cự. Một số người họ đánh theo cái trường phái của chờ breakout thì họ là gì ạ, họ sẽ chỉ bán khi giá phá qua hỗ trợ và họ thì sẽ chỉ mua khi giá phá qua kháng cự. Thì đấy là cái tư duy cũng như là cái cách thức về sử dụng cản. Thì đây là cái phần 1 mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị, cái sơ bộ về cản. Đây là một cái phần bài học basic nhất, cơ bản nhất cho cái phần phân tích chiến lược của forex. Phần 2 thì tôi sẽ cùng quý chị và các bạn phân tích sâu hơn về vùng tâm lý tại các ngưỡng cản, nó sẽ phản ứng ra sao ở vùng giá. Đây là một bài rất là hay, thì mong quý vị có thể cùng theo dõi để chúng tôi có thể tiếp tục truyền đạt đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 1 của cản và hỗ trợ của chương trình clipforex.com.